sẽ vẫn là sơ đồ 4-1-4-1, giống hệt như cách đây 6 ngày khi mà họ đã giành chiến thắng trước Quảng Nam với tỷ số 3-0. Còn đây là đội hình của câu lạc bộ Hà Nội. Bùi Tấn Trường là gương mặt xuất hiện lần thứ 2 ở VFL năm nay. Đây là Bruno Cunha, người đã có 3 bàn thắng cho Viettel ở mùa giải này. Và Viettel là đội bóng được quyền giao bóng trước. Đội chủ nhà trong trang phục áo đỏ, quần đỏ tất đỏ ở phần sân bên phía tay phải, mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Trong khi đó, các cầu thủ Hà Nội với trang phục áo tím, quần trắng tất trắng ở phần sân ngược lại. Thì Viettel đang có được 11 điểm sau 3 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Vẫn là Hà Nội, Hà Nội vẫn luôn là đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt. Có vẻ như đã có lỗi việt vị của Văn Quyết. Hôm nay Văn Quyết sẽ vẫn hoạt động ở hành lang cánh trái, vị trí sở trường của anh. Có vẻ như đây là một tình huống mà các trợ lý trọng tài đã bắt lỗi việt vị sai. Văn Quyết không hề việt vị trong tình huống này. Khi Moses chuyền bóng thì Văn Quyết còn thậm chí đứng trên rất cao toàn bộ hàng phòng ngự của Viettel. Từ một tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công kiểu như thế này, Văn Quyết, bóng chạm đầu một cầu thủ áo tím, Hùng Dũng, nguy hiểm, chưa vào. Bóng bật xa và rội xuống đất nhưng có vẻ như là chưa qua vạch vôi. Cơ hội đầu tiên thuộc về đội khách Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay. Và đó là một pha dàn xếp tấn công rất hay của đội bóng áo tím. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Người dứt điểm là Thành Trung. Còn đây là nỗ lực của quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hồng Dũng. Và dứt điểm mạnh, cực mạnh của Thành Trung. Bóng đi bật sân ngang và bật xuống phía trước. Hà Nội vẫn đang kiểm soát bóng rất tốt. Văn Quyết. Đó là tình huống mà Nguyên Mạnh đã chủ động băng ra và đón bóng rất chính xác. Cho đến lúc này của mùa giải thì phong độ của Nguyên Mạnh không tệ. Nhưng hàng thủ của Viettel cũng đã sức cơ động của Khắc Ngọc không còn tốt như những trận đấu đầu tiên nữa. Vừa rồi là pha ra vào rất chính xác để cho Thành Trung dứt điểm ở những phút đầu hiệp đấu. Thì lúc này hệ thống phòng ngự của Viettel đã tốt hơn. Bruno! Pha xử lý chậm trễ của Thành Trung và rất có thể nó sẽ phải trả giá. Trong hàng, Hoàng Đức, 1-0, 1-0 cho Viettel. Đúng là Viettel chỉ cần một tình huống tấn công, một pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu và đó đã là một bàn thắng giải tỏa cho đội chủ nhà ngày hôm nay. Hoàng Đức đã có bàn thắng thứ hai của mùa giải và nó là sự đóng góp của lỗi lầm của Thành Trung, sự mạnh mẽ và quyết tâm của Bruno, tốc độ của Trọng Hoàng và cuối cùng Hoàng Đức là người tiếp ứng một cách hoàn hảo. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những sự vui buồn lẫn lộn trong pha bóng này. Ông sẽ không hài lòng với Thành Trung nhưng sẽ rất cảm thấy thú vị với tốc độ băng lên của Trọng Hoàng. Và đây là một tình huống dứt điểm hiểm hóc của Hoàng Đức, cho dù anh phải chịu áp lực rất lớn từ Tấn Trường. Hoàng Đức đã đủ bình tĩnh và khôn ngoan để thực hiện cú dứt điểm bằng lòng chân trái sệt vào góc gần trước sự bất lực của hàng thủ câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội kiểm soát bóng nhiều hơn, lên tới 61%, thực hiện 2 tình huống dứt điểm nhưng không có bàn thắng. Viettel chỉ cần một tình. Văn Quyết, Khắc Ngọc. Khắc Ngọc đã phải lùi khá sâu. Nguy hiểm, penalty rồi, chắc chắn là như vậy. Một tình huống phối hợp không ăn ý giữa Trọng Hoàng và Khắc Ngọc đã dẫn đến một tình huống Khắc Ngọc phạm lỗi rất vô duyên. Chỉ 2 phút sau khi có bàn thắng của Hoàng Đức thì bộ đôi cầu thủ xứ Nghệ trong màu áo của Viettel đã mắc sai lầm. Một tình huống có phần hơi chủ quan của Khắc Ngọc và Trọng Hoàng. Khắc Ngọc tự tin xử lý bóng trong vòng cấm địa, vỗ cho Trọng Hoàng và băng lên. Nhưng khi Trọng Hoàng nhả lỗi và Văn Xuân cướp được, xâm nhập rất nhanh vào vòng cấm địa thì Khắc Ngọc đã bắt buộc phải phạm lỗi. Diễn biến của trận đấu này diễn ra rất nhanh và thay đổi liên tục. Romario
có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai của mình trên chấm penalty. Và nếu như thành công, anh sẽ tạm thời vươn lên ngôi vị vua phá lưới với 5 bàn thắng. Những diễn biến vô cùng thú vị trên sân động hàng đấy. Cách đây vài ngày, Văn Quyết đã thực hiện quả penalty không thành công, cũng ở điểm đá phạt này, cũng ở cầu môn này. Vô cùng hồi hộp, ban luyện Hà Nội cũng không dám thở. Rui Mário và Nguyễn Mạnh. Tuyệt vời. Và dứt điểm quyết đoán và quá khó của Rui Mário đã mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số cho Hà Nội. Bàn thắng thứ 5 của chân sút người Jamaica cho Hà Nội. Khi Oma vắng mặt thì Rui Mário đang rất cố gắng, rất nỗ lực để có thể thay thế được người đàn anh của mình. Còn đây là không khí của các cổ động viên Hà Nội, những người phải đóng vai trò cổ viên đội khách trong trận đấu ngày hôm nay. Và dứt điểm bằng lòng quá căng và hiểm hóc. Cũng không rõ là lòng hay là và dứt điểm bằng mu chính diện nữa, rất khó nhìn. Chính xác là cú đá bằng mu chính diện. Cú đá bằng mu chính diện nhưng lại vào góc bên tay trái của thủ thành Nguyên Mạnh. Bên phía Viettel cũng có những cầu thủ có thể hình và khả năng sút phạt tốt. Khắc Ngọc. Không được, không có ai cắt cột một. Văn Quyết. Không được. Người phá bóng cuối cùng là Bùi Tiến Dũng. Đội trưởng của Viettel vẫn có mặt đúng lúc, đúng chỗ khi mà người ta cần anh nhất. Tình huống mà các cầu thủ phòng ngự áo đỏ đã mất tập trung để cho Văn Quyết băng xuống rất nhanh ở nách trung lộ bên phía cánh trái. Cao nhất trên hàng công. Văn Quyết. Đường chuyền của Hồ Minh Dĩ. Đó là một pha bấm bóng không thành công của Văn Quyết. Và cũng phải kể đến tốc độ băng cắt của Bùi Tiến Dũng trong pha bóng vừa rồi. Hồ Minh Dĩ đã để lại dấu ấn của mình ngay từ lần chạm bóng đầu tiên với một đường chuyền chân trái rất tinh tế, phù hợp với tốc độ và đà di chuyển của Văn Quyết. Ý đồ của Văn Quyết cũng rất rõ ràng, đó là một cú bấm bóng qua đầu thủ môn Nguyên Mạnh. Vẫn là trong hoàng trước các vòng vây của các cầu thủ áo tím. Vừa rồi có lẽ là một tình huống ham bóng của Trọng Hoàng và anh đã có va chạm với Thành Trung. Trọng Hoàng đã rút chân, cái gối của anh vẫn va vào hông của Thành Trung. Bên ngoài, Tấn Trường. Nhau ở những điểm số 10 và 11. Nguy hiểm. Chạm bóng cuối cùng là Việt Anh. Nhưng không hiểu sao Việt Anh không thực sự tập trung và quyết tâm trong pha bóng vừa rồi. Có cảm giác như bóng rơi vào đầu Việt Anh chứ không phải là Việt Anh đánh đầu. Nếu như Việt Anh tiếp bóng tốt hơn một chút nữa thôi. Đầu an toàn. Không việt vị. Hùng Dũng. Tuyến 2 là Rui Mário. Không được. Và xử lý không tốt của quả bóng vàng Đỗ Hùng Dũng trong pha bóng vừa rồi. Quế Ngọc Hải thì thắc mắc với vị trợ lý trọng tài về vị trí việt vị của Đỗ Hùng Dũng. Làm lại. Khắc Ngọc. Nguy hiểm. Người chạm bóng là Thành Trung. Đáng va chạm vẫn là Thành Trung, chuyên gia của những tình huống không chiến. Quyết định chính xác của tổ trọng tài. Cai Kê. Bruno. Tấn Trường đã phán đoán và ra bắt bóng chính xác trong pha bóng vừa rồi. Tình huống tấn công cánh phải hay của Hà Nội. Hồ Minh Dĩ. Không được. Bóng đi quá sâu. Thì lo lắng cho những giây cuối cùng này. Văn Xuân không tốt rồi. Cú đá rất không tốt. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của cuộc derby thủ đô giữa Viettel và Hà Nội. Hai đội đã hòa với tỷ số 1 đều. Tỷ số này phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Cuối cùng thì Viettel đã có điểm trong những cuộc đối đầu với Hà Nội ở V-League sau những thất bại đậm đà của mùa giải trước. Rõ ràng là Viettel cũng đã có sự tiến bộ. Và Hà Nội thì họ đã gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Nhưng ngày hôm nay thì đội bóng đương kim vô địch cũng đã có màn trình diễn tốt với đúng đẳng cấp và khả năng của mình.
lối chơi bóng kiểm soát đẹp mắt và tạo dựng được nhiều cơ hội.